vòng diamond, vòng gold, hai váy, gồm một váy làm lễ diamond và một váy đi bàn diamond, vòng gold cũng thế. Và khi mà mình thuê theo cái combo dòng này thì mình được nhiều ưu đãi mà mình thuê rẻ. Đây là dòng luxury bên em, bán luxury. Đây là cái váy thứ hai này. Váy thứ hai này thì là dòng làm lễ. Mặt này nó có nặng không em? À, cái này rất là nhẹ, tại vì phần dưới nó là phần dưới là lưới giật ly. Mình không có tùng trong, có tùng. Vừa rồi thì Nam có đi tham gia một cái đám cưới của em họ mình, thấy cô dâu hoàn toàn không mặc cái váy sa rê dài gì cả, chỉ mặc một bộ đồ kiểu bao quần ôm dài. Nam thích trang phục là xanh ngọc bích, tại vì làm bạn hỏa. Nam bạn hỏa với là trang phục màu đỏ cũng được. Năm nay là hồng bách theo với lại xanh. Cái màu này là trend nè. Màu này mặc rất là sang. Để mà tưởng tượng ra một cái ngày mà quan trọng nhất của cuộc đời người con gái, đó là chúng ta được lên xe bông. Và tôi nghĩ là cái đó thì mình không có rút kinh nghiệm được cho lần thứ hai. Cho nên là mình sẽ suy nghĩ thật là kỹ về vấn đề này. Thì Tú có tưởng tượng ra một cái đám cưới cho riêng mình, đó là Tú và bạn trai của Tú sẽ mặc tông màu trắng, và mọi thứ trong đám cưới sẽ có điểm của những bông hoa hồng màu đỏ, bởi bản thân Tú là Tú rất thích màu đỏ. Tuy nhiên thì với trang phục cưới thì Tú lại thích màu trắng hơn. Màu này ok nè. Màu này ok. Tú chủ để mặc màu chung cái màu á. Đúng rồi. Xem. Tú nghĩ là Nam sẽ chọn một là tông màu trắng, hai nữa là cái tông màu mà màu xám, màu xanh mà pha một chút hồng á, nó sẽ ra màu xám xám, là cái trend của năm nay á. Tôi nghĩ là Nam sẽ lựa chọn màu đó cho tông váy nữ. Còn từ sáng giờ mà khi mà đồng hành cùng với Nam thì tôi biết được là Nam có cái sở thích, đó là chọn vest nam với lại áo cưới cho nữ á, thì nó sẽ cùng tông màu với nhau. Cái này vẫn là hợp với tôi nhất, này hợp nhất. Chọn cái này nha. Còn riêng về đồ nam thì chắc nghĩ là Tú sẽ chọn một bộ đồ best nam màu xanh, còn áo cưới nữ thì chọn màu trắng và đúng cái váy nãy mà Nam chọn luôn. Anh Nam chắc phải tầm 70 cân, thì không biết là anh Nam sẽ mặc size gì. Cái đó là Tú ước tính thôi. 70 cân thì anh sẽ mặc áo size 56 và quần size 32, tại vì anh Nam khá là đô cái phần cơ bắp ở trên, nhưng mà ở cái phần dưới cái chân anh Nam rất là nhỏ. Đây là chị tự chọn. Ủa vậy hả? Anh cháu trả lắm. Chị thì chọn trùng vest với anh ấy. À. Thế là chị hiểu với nhau hơn mà. Anh chọn váy cho chị, là không trùng với chị. Anh biết chị nghĩ gì mà. Mình có làm ngược lại là ok em. Đây là lần đầu tiên cảm xúc 20 năm cuộc đời của Tú là lần đầu tiên Tú mặc sơ lê. Đây là cảm xúc ngay lúc này của Tú cũng đang rất là hồi hộp. Và phải nói là hơi thở hơi lên luôn á, rất là hồi hộp. Từ nãy đến giờ cảm xúc vẫn chưa có vơi đi một tí nào hết, cho nên là giọng trả lời cũng vẫn bị hồi hộp theo. Khi mà Nam thấy Tú bước ra với bộ cưới thì mà Nam lựa mà mặc rất là fit, rất là đẹp, thì Nam có một cảm giác là mình một cảm giác rất là lạ nha. Tại vì thực sự trước giờ như các bạn đã biết thì Nam cũng đã chụp đồ cưới với rất nhiều lần cô gái, cô người mẫu rồi, nhưng mà cảm xúc hôm nay á, khi mà tham gia chương trình 24 giờ tình yêu thì cảm thấy là nó không có một cái gì đó nó khác biệt. Nam thấy được một cái vẻ ngạn ngơi, nhưng mà Nam nghĩ là Tú mặc bộ đồ cưới này cực kỳ đẹp, và Tú lựa cho bộ đồ Nam luôn. Này cho Nam rất đẹp. Nam với Tú là không biết là nó có nên chuyện hay không, nhưng mà đối với Nam nghĩ á, Tú là một con gái rất là tốt để có thể trở thành một người bạn gái. Vậy là yêu rồi, vậy là tương tư thôi, vậy là anh từ đâu chợt đến để lòng bối rối, vậy là nắng trong tim, vậy là mưa cũng.
Hụt. Đây. Cảm ơn anh. Tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Từ hồi sáng cho đến giờ là mình là nói chuyện theo cái kiểu giống như là nó bạn bè quá. Cho nên là chỉ còn khoảng thời gian này thôi. Cho nên là hai đứa sẽ nói chuyện nó sến hơn một chút xíu. Cho nó đúng không? Đúng cái phong cảnh đúng không? Vô. Gần như đây là gọi là giây phút 90 rồi. Đúng rồi. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ xem coi chương trình còn mong muốn chúng ta làm gì nữa. Mong muốn của chương trình 24 giờ thử yêu đó là công khai tình yêu của hai bạn, hãy ra mắt người yêu của mình với gia đình hoặc là bạn bè. Hello, hello. Đang đi hẹn hò với lại một người bạn mới. Bây giờ không, nói thật bây giờ sẽ cho Lu xem mặt nha, xem Lu có duyệt không nha. Không tin được hả? Hơi bất ngờ đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ cho Lu coi mặt của bạn đó nha. Đây là anh Kỳ Nam, bạn mới của Tú trong ngày hôm nay. Chào anh Nam. Thế anh Nam đẹp trai không? Thấy anh Nam men không? Rất là men, trời ơi. Cảm ơn em. Hơi bất ngờ nha. Thì đây là anh Nam, vừa nãy là thấy chậu anh Nam rồi đúng không? Bây giờ thì sẽ thấy được anh Nam với Tú, để cho khỏi nói là Tú nổ. Cái đó là một sự thật á. Đây nha. Bây giờ Tú hết ế rồi, nên là đừng gọi là Tú ế nữa. Bất ngờ chứ không phải là không tin. Giờ tin chưa? Giờ tin rồi. Có cả cái này nữa nè, để khoe cho luôn. Cả cái này nữa. Xinh không? Ừ, được tặng đó, luôn thích không? Chỉ khoe vậy thôi chứ đâu có cho. Nói vậy thôi. Chị nha, đây là anh nha, bạn trai của Tú. Đang ở buổi tối hả? Ừ, đang ở buổi tối. Đọc báo biết cho vui vậy thôi. Ừ, bye bye em. Chúc mọi buổi tối. Okay. Thật sự thì với cảm xúc hiện tại mà Tú đối với Nam, thì cái phần trăm đó nó đã tăng lên rất là nhiều. Và hiện tại là nó ở mức là 70-75%. Alo, làm gì vậy? Đang làm gym, đang mặc nhiều thời gian vậy. Ok, tao tao khoe bạn gái. Rồi mày ra rìa rồi, giờ tao có bạn gái rồi. Đây là em Tú. Đây, chào em Tú đi, đây anh dạ, Hoàng. Dạ, em chào anh. Tại sao giờ mới giới thiệu vậy nào, kỳ mày? Tại vì ấm đợi chừng nào mình bắt đầu nở rồi mới khoe chứ. Ồ, nở rồi hả? Rồi, nở rồi. Thôi ơi, khoe thôi chứ không gặp đâu. Mày nguy hiểm quá. Giờ sao có bạn gái rồi, mày tặng tao gì đi? Chuyển khoản tao 10 triệu hay gì đó. Tặng mày hay là tặng cho bạn gái của mày? Tặng cho bạn gái tao cũng được, đưa 10 triệu được rồi. Tiện ghê. Thôi mà chụp khối này không rồi nha, bye bye. Thôi mày coi ngủ, coi tập tạ đi, coi chừng tạ này chết á. Vậy nghe. À, bây giờ thì nói cái tình cảm của Nam dành cho Tú được bao nhiêu phần trăm thì cũng không biết được. Nó chỉ là mới ở mức độ, nói chung là phần trăm của cảm xúc đối với Nam, đối Tú thì nó dành cho một người cái kiểu mà mình càng ngày càng thân mật hơn.